Tại buổi tập sáng nay ngày 16 tháng 5, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dành thời lượng chính cho các bài tập bổ trợ sức mạnh và tốc độ. Đây cũng là điểm còn thua thiệt của U20 Việt Nam so với các đối thủ tại vòng chung kết FIFA U20 World Cup 2017. Như thường lệ, mở đầu buổi tập, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tiếp tục tổ chức trò chơi vận động với bóng, vừa làm nóng cho các cầu thủ và lại vừa tạo không khí vui vẻ và phấn chấn cho đội trước khi bước vào phần tập luyện chính. Ở phần này, chuyên gia thể lực Martin Fockel trở thành nhạc trưởng trên sân với các bài huấn luyện liên hoàn từ cánh tạ, đẩy tạ, sức bật, độ dẻo dai cho đến các bài luyện cơ lưng, cơ chân. Đây cũng là các bài luyện sức mạnh và tốc độ đã quá quen thuộc đối với các cầu thủ, nên không ngạc nhiên khi tất cả đều hoàn thành tốt các yêu cầu đặt ra. Đáng chú ý, ngay cả khi tiền vệ Phan Thanh Hậu vốn chưa thật sự bình phục chấn thương, nhưng cũng đã tham gia cùng các đồng đội và đều nuốt trọn khối lượng vận động. Tuy nhiên, khả năng Thanh Hậu có tham gia U20 World Cup được hay không vẫn còn phải chờ cho đến phút cuối cùng. Xuyên suốt buổi tập, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn liên tục nhắc nhở các cầu thủ tập trung tập luyện, hoàn thành thật tốt các yêu cầu của chuyên gia thể lực Martin Fockel. Ông nhấn mạnh, toàn đội cần phải cố gắng nhiều hơn nữa bởi mức độ cạnh tranh trong các trận đấu sắp tới tại U20 World Cup là rất lớn. Nếu tự bản thân các cầu thủ không ý thức được, không chuẩn bị tốt về mọi mặt từ chuyên môn cho đến sức mạnh, sức bền thì không thể trụ vững được trước các đối thủ. Chiều nay, đội sẽ chuyển sang các bài tập củng cố về kỹ chiến thuật.